La 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 la. Mình đi thôi con à. Barbie ơi. Bé búp bê xinh xẻo, mình mang về nhà nha. Thôi đi mà, tội nghiệp quá à. Giờ hết trơn rồi, búp bê biến thành người thật kìa. Chào. Mình đang ở đâu thế này? Chào. Mặt của con. Nè, soi đi. Ta sẽ sửa soạn lại cho con mới được. Dọn hết rác rưởi đi. Khá nhiều đó. Nhện kìa. Giờ thì chải tóc thôi nào. Sẽ không dễ dàng đâu. Được chưa ạ? Rồi nè, giờ đến chăm sóc cho mặt nha. Trông con sang chảnh hẳn ra. Cảm ơn mẹ. Ngớ ngẩn thật. Gì thế chứ? Đi xem bất ngờ dành cho con nha. Đây là phòng mới của con nè. Có điều nó cần phải dọn dẹp lại chút. Chuyện nhỏ thôi. Bộ trâm suốt cưng quá dạ. Mẹ cũng có nữa nè. Thật phong cách mà. Cảm ơn con. Cho ba nè. Được rồi. Thôi vậy, vào việc nào. Ba nữa. Vứt hết mấy thứ không cần đến nữa đi. Chiếc ghế này, cái cây này dẹp sang một bên. Đập đây nào. Hiu. Xong xuôi rồi. Mẹ có ý này nè. Cùng làm nha. Ai cũng đi hết rồi. Còn mỗi có mình. Chuột. Cứu. Ghê quá đi. Mọi người ơi, hãy nhấn nút yêu thích để chú chuột biến mất giùm mình nha. Phiêu. Đi rồi. Hả? Ồ, hai người quay lại rồi à. Ăn kèm để mừng tân gia nào. Hóa ra kem lại ngon đến như vậy. Cảm ơn ạ. Ba, mẹ, đây là ấn phẩm nội thất của Barbie. Thiết kế này thật hoàn hảo. Mẹ e là mình không chi nổi đâu. Chừng này tiền làm sao mà đủ. Hả? Con biết phải làm gì rồi. Đây. Con bé đi đâu vậy ta? Tạp chí, coi bộ cũng hấp dẫn đó. Vali của mình ở đâu đây? Thấy rồi nè. U là trời. Barbie nhà mình nè. Con bé đáng giá tận 100.000. Anh đang nói gì vậy hả? Tụi mình không bán con đâu. Sao anh lại nảy ra cái suy nghĩ đó chứ? Mình sẽ giàu lên. Quên đi nha. Đưa cuốn tạp chí cho em. Chào. Chào con gái. Con tìm thấy vali của mình rồi nè. Cưng xỉu. Buồn cười quá đi. Rồi ba sẽ thấy. Nó có mọi thứ mà con thích nè. Từ trang sức, hình. Wow. Bình hoa, đến rèm cửa, thậm chí cả điện thoại nữa. Tiếp đến là đồ đạc của mình, mấy thứ cần thiết. Bình hoa thơm nồng nàn và phao bơi mà mình thích nữa nè. Hơi mệt xỉu, đi ngủ thôi nào. Barbie đã ngủ rồi. Mong là thuận lợi. Cửa hàng đồ chơi. Đến nơi rồi. Xin chào, tôi có thể giúp gì ạ? Tôi muốn bán búp bê Barbie. Đây đúng là kho báu đó. Tôi chỉ có chừng này thôi. Sao mà đủ chứ?
là đâu? Ừ, đây là cửa hàng đồ chơi. Chiếc túi xinh đúng không? Đắt lắm đó. Ai trả tiền ạ? Tôi có bao nhiêu đây? Con không cần túi đâu. Cảm ơn nha. Ra khỏi đây đi. Nhanh lên. Con muốn ngồi trong xe đẩy thêm chút nữa. Ừ, đương nhiên. Vui quá đi à. Đông yêu chưa kìa. Tính ra cũng vui chứ bộ. Chiếc bình vỡ là dấu hiệu của sự may mắn. Ồ, con yêu. Con càng ngày càng sinh ra đó nha. Còn mẹ thì sao nào? Mẹ, để con lo cho mẹ nha. Cái này bỏ đi. Kính cũng vậy. Cứ tin ở con nha. Được thôi. Làm tóc trước nào. Make up lên chút nữa. Ta-da. Cảm ơn con baby. Mẹ thích lắm. Ai đây? Chào anh yêu. Mẹ con đâu rồi? Đây nè ba. Anh cũng nên đổi đồ đi. Thôi đi. Thử xem nào. Được rồi, thử thì thử. Trông ổn áp phết đó chứ. Mình không thích cà vạt. Thế này thì được nè. Con là cục vàng của mẹ. Xem ba mua gì nè. Là Ken. Cô gái của mẹ đã gặp được tình yêu đời mình rồi. Chào Barbie, tặng cho em nè. Còn tiền thì sao? Đây. Cái gì? Anh tính bán con gái của mình à? Nằm mơ đi. Còn cậu, bước vô trong hộp. Rồi đi ra khỏi đây. Gọi cho em nha. Bye. Như không rồi. Sao anh dám hả? Đi ngay. Sơ mi, tạp chí và toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, mình mang đi hết. Đến lúc rồi. Anh đi đâu vậy hả? Rời khỏi đây. Vali đựng cái gì đó. Không nói. Đổ nó ra đi. Được thôi. Bàn tay đồ chơi nè. Gì chứ? Cả chân nữa. Ráp Barbie lại ngay. Còn không anh sẽ phải hối hận đó. Thật ngớ ngẩn mà. Không biết anh ấy nghĩ cái gì nữa. Xong rồi. Đừng có giận nha. Ôi con gái. Vài nét nữa thôi là xong. Ao. Gì đây nhỉ? Dụng cụ. Quá tầm thường. À ha. Mình phải đưa nó lên tầm cao mới. Màu hồng không bao giờ lỗi mốt được. Xong. Mấy dụng cụ này sẽ luôn tạo ra niềm vui. Chắc chắn ba sẽ thích cho mà xem. Tua vít đâu rồi nhỉ? Đồ nghề đi đâu hết rồi ta? Ồ, đây rồi. Màu hồng. Tính làm nhục mình hay gì đây? Đến chiếc búa cũng không chừa luôn. Bình tĩnh nào. Dù sao mình cũng phải sửa chiếc ghế này. Xong. Bữa tối đây rồi. Nhà mình hết đồ ăn rồi. Để con. Ba mẹ xứng đáng được ăn bữa tối ngon lành hơn. Bánh kẹo cho cả nhà đây. Xong. Chúc ngon miệng ạ. Wow, hấp dẫn quá đi. Cảm ơn con gái nhiều nha. Cà ư. Ngon lắm. Cảm ơn nha. Ba mẹ thích là con vui rồi. Không còn bụi nữa. Chiếc nhẫn mà Barbie thích nè. Barbie đâu rồi ta? Barbie. Barbie. Con có ở đây không? Đâu mất tiêu rồi? Chuyện gì vậy?
đều tại anh hết đó. Anh đang chải tóc thôi mà. Đây là bàn chải của con bé mà. Chào baby, con về rồi à. Cuối cùng họ cũng đi. Đến lúc triển kế hoạch rồi. Dán Barbie phiên bản giới hạn đó nha. Ba ơi, để con giúp cho nha. Phải vậy không ạ? Gì thế này? Ép, anh lại vậy nữa à? Em không muốn nhìn thấy bất kỳ tờ rơi nào của anh nữa đâu nha. Anh hiểu ý của em. Được rồi, anh sẽ đốt hết chúng đi. Ý bài, còn có kẹo marshmallow nè. Đủ cho cả nhà của mình đó. Thật đáng yêu mà. Cảm ơn con nha. Ngon lắm luôn á. Về nhà thôi nào. Gì chứ? Ai lại nghĩ ra chuyện tào lao này nhỉ? Đứt cả hơi à. Để em mở cửa cho. Thôi để anh đi. Thư giãn đi. Tôi rồi. Ai thế nhỉ? Chào buổi chiều. Chào. Tôi đến đây vì Barbie. Hiểu lầm rồi. Tiền đây nè. À không, tôi trả gấp đôi. Barbie không phải để bán đâu. Nhiều tiền quá đi. Vào đây nào. Barbie đây. Con gái, lại đây nào. Ngay khi tôi thấy tờ rơi này, tôi nhận ra liền. Nhưng đây là gì vậy? Sao anh dám hả? Thế là hết rồi, con gái mình. Con gái mình. Từ ngày có con bé, nhà mình vui hẳn ra. Không được bán Barbie. Cầm tiền rồi đi khỏi đây đi. Yeah, tụi mình ở lại với nhau rồi. Và mình lại nghèo nữa. Sao chuyện này lại không đến với mình sớm hơn? Cuộc thi sắc đẹp, con sẽ chiến thắng cho mà xem. Mẹ rất thích các cuộc thi sắc đẹp. Biểu diễn trượt patin, con đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên. Bánh xe rơi ra rồi. Phải làm sao đây? Chuyện gì vậy? Đưa ba chiếc bánh đây. Con không thể thắng nếu không trượt patin đâu. Ba sửa rồi nè. Dùng bộ dụng cụ màu hồng đó. Wow. Con đi đây. Con sẽ làm được thôi. Em lo quá đi à. Barbie, con về rồi đây. Cùng với giải nhất đây nè. Wow. Mình giàu rồi con yêu. Quá trời tiền luôn nè. Chưa hết đâu nha. Lên đời luôn rồi. Ba mẹ xứng đáng trở thành vua và nữ hoàng. Thích thật đó nha. Công chúa, hãy cưới anh nha. Thích quá à. Mình sẽ ném chiếc nhẫn này đi. Cánh cổng. Cái gì? Con làm gì vậy hả? Người này không ổn sao? Chúng ta phải tìm hoàng tử cho con ở đâu bây giờ? Xong rồi. Bồn cầu đã hoạt động trở lại. Cậu đi được rồi, Mario. Thánh thần ơi, người trong mộng của em. Em yêu anh. Anh cũng yêu em, công chúa. Cuối cùng con bé cũng yêu rồi. Cái gì? Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Công chúa và thợ sửa ống nước ư? Không. Mario, cậu ta không xứng. Quay trở lại nơi cậu đến đi. Có thể đưa mũ cho thần được không? Yêu của cậu đây nè. Mình đang ở đâu thế này? Không thể quay lại. Hoa ăn thịt. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Tạm biệt thợ sửa ống nước. Mình đúng là thiên tài. Mình nhận được một tin nhắn nè. Để cưới công chúa, mình cần có 25 tỷ.
Rio Mio, Martini, Lamborghini. Mình vừa tìm ra cách để trở thành tỷ phú. Vận may, đến đây nào. Hơn nữa, nhiều hơn nữa. Ái chà, có một cái kép còn nguyên ở đằng kia. Này, tiền ơi, đến với ta đi nào. Mình sẽ sớm kết hôn với công chúa và hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đúng vậy. Dự báo thời tiết đâu có báo hôm nay mưa đâu nhỉ. Con yêu, nhìn nè, là đồ chơi mới. Này, bình tĩnh đi. Vậy thì lúc này con có thể ăn vặt rồi. Con ghét nó. Được đó. Đồ ăn vặt là tuyệt nhất. Cái này sẽ làm con vui lên. Một chiếc iPhone mới. Con không muốn nó. Nào, cho ta biết làm thế nào để con thấy tốt hơn. Con chỉ cần anh ấy thôi, Mario. Tình yêu ấy thật là ngọt ngào. Tạm biệt, Mario. Cái gì? Không Mario gì cả. Tiếp tục cuộc săn tiền của mình thôi. Cậu tưởng tớ không nhìn thấy cậu sao? Một đồng xu khác. Thêm một xu nữa. Thêm nữa. Au! Cái gì đây? Cứu với! Mũi của mình. Ô không, mình mất một mạng rồi. Mình nên ra khỏi đây ngay thôi. Có ai còn sống không? Không có ai hả? Chà, an toàn rồi. Thả con ra. Đây anh yêu. Cảm ơn em. Thả con gái chúng ta ra đi. Nếu làm thế, con bé sẽ chạy đến chỗ Mario. Mình khổ quá đi à. Quyền lực của mình lung lay rồi. Phải sửa ngay bàn lại ngay. Con yêu nhìn nè. Chúng ta có thể bẻ gãy song sắt bằng những công cụ này. Không được. Em yêu, giúp anh một tay nha. Chắc chắn rồi. Ba ơi, ba nên đeo mặt nạ hàng vào. Là ta, vị vua kính yêu đây. Dùng búa thì thế nào nhỉ? Anh yêu, cứ để em cho. Lần này sẽ ổn thôi. Cái gì? Tại sao không được vậy? Nè, em không làm gì cả. Đừng làm ồn nữa. Thêm một đồng xu nữa. Một tay nắm nhỏ dễ thương. Tại sao cậu lại đáng yêu thế này hả? Tên ta là Goomba. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Mình muốn lấy lại chiếc mũ. Muốn lấy lại mũ á. Ta muốn xu của ngươi. Muốn trấn lột quá hả? Tốt thôi. Không có. Đành phải dùng tiền tiết kiệm thôi. Đồng xu. Mũ của ngươi đây. Đồng xu, đồng xu. Nè, lại đây Mushi. Rồi ai nữa đây? Xin chào. Cậu có muốn mua một bông hoa dễ thương cho bạn gái hay không? Thật kỳ lạ. Cháy rồi. Ngươi tiêu rồi bông hoa kia. Không tới. Không tới đâu. Bang. Nè, thả ra coi. Thôi được rồi. Thư giãn nào hoa. Hoa của cậu đây. Cái gì? Giá của nó bằng tất cả số tiền mình có sao? Chúc may mắn với công chúa của cậu nha. Trời ạ. Cậu đi rồi hả? Hoa ăn thịt. Tốt thôi. Các tình yêu à, ăn thôi. Chúc ngon miệng nha. Mẹ ơi, lấy salad cho con đi. Được thôi con yêu. Đợi đã. Có gì đó không ổn. Ta phải kiểm tra. Râu chỉ để che mắt ta thôi. Chìa khóa ư? Biết ngay mà. Con có bao giờ thích rau đâu. Mình đúng là thiên tài. Ôi trời ạ. Ăn bánh mì đi con yêu. À, vâng ạ. Dừng lại. Không thể nào. Đồ mai à. Sao còn dám hả?
Mẹ xin lỗi con yêu. Lén là lén lút. Ồ, đức vua của em, ngài thật là thông minh. Dừng lại. Bên trong sandwich là gì vậy? Ôi trời, một lời nhắn bí mật. Cái gì? Đây là kế hoạch trốn thoát. Thật là to gan. Không thể chấp nhận được. Buongiorno. Super Mario. Thêm một đồng xu nữa. Cái vỏ kỳ lạ này là gì nhỉ? Này, hoạt động thế nào ta? Ra đây, ninja rùa. Khó hiểu quá. Di chuyển tiếp thôi. Ôi trời ơi, mình chỉ còn một mạng cuối cùng. Mình sẽ tự bảo vệ bản thân. Được rồi, người thắng rồi đó. Ta chịu thua. Nhà vua đang ngủ kìa. Mario thân mến, mong anh nhận được lá thư này. Ta sẽ chuyển nó con yêu. Đưa thư cho ta. Xem ra các lớp thể dục hoàng gia của mẹ không hề lãng phí thời gian. Mario, nhận thư nha. Nè, có chuyện gì thế? Tại sao bức thư quay trở lại? Được rồi, mình sẽ giao tận nơi. Đây là gì vậy? Này Mario, ta có một con rùa trong cống ư? Thật kinh khủng mà. Mình phải quay lại. Bowser đã biến mất. Bức thư này là gì vậy ta? Rùa muốn hẹn hò với mình hả? Ghê vậy. Không, đây là lời nhắn từ công chúa của mình. Nhà vua đang ngủ trưa. Điều đó có nghĩa là gì? Hiểu rồi, anh tới ngay. Con yêu, ta đã trở lại nè. Anh ấy có nhận được thư không ạ? Nhận được rồi. Yeah. Đừng đánh thức nhà vua vậy. Mình sẵn sàng lên đường rồi. Hoa ăn thịt đã quay trở lại. Đây, cắn mũ của ta đi. Bây giờ, hãy đưa ta lên lầu. Mamma mia. Mario của em, đến đây với em đi. Em yêu, anh sẽ cứu em. Khoan đã, thợ sửa ống nước. Ta thách cậu đấu kiếm tay đôi. Chúa ơi, không. Thử thách được chấp nhận. Con không thể xem cảnh này. Anh yêu, coi chừng đó. Đừng đâm con rể tương lai của em nha. Đủ rồi, giải lao. Thư giãn nào các chàng trai. Vương miệng cũng ướt đẫm mồ hôi rồi anh yêu. Cố lên nào anh yêu. Mẹ ơi, mẹ ủng hộ ai vậy ạ? Con nói đúng rồi đó. Cố lên Mario. Cái này không phải của ta. Tạm biệt cuộc sống của cậu đi, thợ sửa ống nước. Đừng vội đức vua, ngay tim ư? Ô không, ngai vàng yêu quý của ta. Tội nghiệp ba. Không có ngai vàng tức là không có vua. Kết thúc rồi. Thần sẽ sửa ngai vàng ngay lập tức. Đây, xong rồi đó. Ồ, thật tuyệt mà. Ồ, đẹp quá đi. Dù sao cũng phải đền đó nha. Có gì trong này đây? Là một bé rùa. Sao cậu biết Mario? Ta yêu rùa. Ta sẽ đặt tên cho cưng là Michelangelo. Đây là chìa khóa Mario. Cậu rất xứng đáng. Ồ, thần đa tạ bệ hạ. Em yêu à, cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau rồi. Ồ, cảm ơn anh hùng của em. Anh yêu, anh phải mong con gái hạnh phúc chứ. Em yêu, những đứa trẻ của chúng ta thật tuyệt vời. Các bé con tuyệt vời của mẹ. Đừng có khóc nữa mà. Có lẽ bé cần một nguồn năng lượng khác. Pin hoạt động nè.
Ai tắt đèn vậy? Pikachu, em đâu rồi? Pikachu, không có ở đây. Bắt được rồi nha, Pikachu. Không phải bé của mình. Một bảng màu mới độc đáo. Pikachu, không có. Pikachu. Nhóc con có thể đi đâu được nhỉ? Hình như tìm được rồi. Tìm được rồi nha. Đau. Cơ mà không sao, mình biết mẹo này nè. Em kia rồi, ra khỏi đó đi. Pika, đừng bao giờ bỏ đi như thế nữa đấy. Không được ăn nữa. Đến lúc chuẩn bị cho giải đấu Pokemon rồi. Bắt tay vào luyện tập thôi. Pika, em không biết phải làm sao hả? Được rồi, để chị chỉ cho. Bắt đầu với cú đấm theo kiểu đấm bốc nha. Móc trái, móc phải. Giờ thì luyện tập cơ tay nào. Quá đơn giản. Em cần gì đó to hơn. Pika, Pika. Nhìn kết quả đi này. Đáng nể nha. Giờ đến lượt của em đó. Pika, Pikachu. Em bé của mình đang cố hết sức. Pika, Pika. Không, chuẩn bị chứng kiến một vụ nổ rồi. Làm tốt lắm Pikachu. Em đã rất nỗ lực đó. Tiêu rồi, có trộm. Nhìn cái gì mà nhìn hả? Pikachu, nấp sau lưng chị đi. Đúng vậy, thông minh đó. Pika, em đã tập rồi. Giỡn hay thật vậy? Pokemon, nhà ngươi nhỏ xíu hà. Pikachu, tôi đợi tôi rồi. Wow, giỏi lắm Pikachu. Meow, muốn đánh nhau không? Chết rồi, là meow. Tôi hạ được cậu đó Pikachu. Pika, Pika. Móng vuốt phẫn nộ. Không, dừng lại. Cả hai đứa vào tù hết. Do cậu mà chúng ta mới phải vào đây đó. Do cậu đó. Pika, chào em Pikachu. Ra khỏi đây mau. Meow, cậu ta đi đâu rồi? Cửa phòng giam mở rồi. Phải đi thôi. Pikachu. Wow, nhiều đồ chơi ghê. Quá trời Pikachu luôn. Chơi với cậu chẳng bao giờ biết chán cả. Pikachu, cậu chơi vui chứ? Mình cũng vậy. Giờ tụi mình đua nha. Cậu đi sang bên này. Còn cậu, bên này. Đi. Pikachu sẽ chiến đấu với Charmander. Ai sẽ là người chiến thắng? Pikachu, mình chưa từng nghi ngờ cậu. Thằng bé đáng yêu quá xá. Pikachu, đến giờ ăn trưa rồi. Ngồi xuống đi nào. Ăn ngon nha. Pikachu, giải đấu sắp diễn ra rồi. Em cần sức mạnh. Rau củ rất giàu vitamin đó. Dạ được. Pikachu, em đói đến như vậy sao? Sức ăn của em to thật đó. Giờ đi rửa chén đi nha. Dạ, mình có bé Pokemon đỉnh nhất quả đất. Pika! Pikachu, em có sao không? Cố lên, để chị giúp. Nhóc con yếu quá rồi. Được rồi, bác sĩ đã biết cách. Nhịp tim của thằng bé đang chậm. Bác sĩ ơi, cứu bé nó đi. Biết rồi. Bác sĩ sẽ thử kiểm tra nguồn điện. Pikachu, hết sạch pin rồi. Em hiểu rồi. Bình năng lượng của bé nó. Pikachu, uống đi nào. Pika. Được rồi nè. Thật đáng kinh ngạc. Pika.
giờ em còn mạnh hơn trước nữa. Em đã sẵn sàng cho giải đấu rồi đó. Pikachu, chị chọn em. Pika. Tôi chọn. Ô không, có chuyện gì vậy? Bóng Pokemon của mình bị hư rồi. Tụi mình thắng rồi nha. Chuyện này không thể xảy ra. Tụi mình thắng rồi. Butterfree, anh chọn em. Cơn gió sắc bén. Pika. Do cậu làm sao? Đỉnh cao thật sự. Tia sét tấn công. Pikachu, tụi mình làm được rồi. Meow. Ô không, Pikachu, đừng bỏ cuộc nha. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Pikachu. Móng vuốt phẫn nộ. Phóng tia điện. Cào cấu. À! Gì cơ? Là bóng điện. Wow, chuyện gì xảy ra vậy? Không thể tin là mình làm được. Pikachu, tụi mình thắng rồi.